Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Truyện Ma Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước, một tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo, tập số 2. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong khi Tâm đang căng mắt nhìn những hình tròn được vẽ như cơm ba của thằng nhóc Tị, thì nó lại quay sang nói bằng cái giọng điệu của một tay gian xảo, làm cho anh giật mình. Trong đầu nghĩ rằng sẽ lùi lại mấy bước, nhưng tay chân cứng đờ, nhúc nhích không được. Thằng nhỏ cười lên hí hí, xếp sắp giấy lại cho ngay ngắn, nhét cây viết vào trong cổ áo, rồi đứng dậy tiến tới sát bên Tâm, cầm tay anh lên, rồi châm vào điếu thuốc lá. Tâm la oái lên một tiếng lớn, tức thì toàn thân nhẹ bẫng, thần trí tỉnh táo trở lại, mới phát hiện ra rằng anh vẫn đang ngồi trên ghế bình thường. Trên mặt anh là ly cà phê uống dở và tô bún vừa ăn xong. Ông hai cũng ngồi kế bên phì phèo điếu thuốc. Tâm suýt xoa, sờ vào mu bàn tay bị tàn thuốc đâm đau điếng, rát vô cùng. Tưởng như ông hai sẽ hỏi chuyện, ai dè ông gác chân lên ghế, nói tỉnh khoeo: "Thầy sao? Có lên chính tận trời không? Ủa, chú làm đó hả?" Ông hai cười nắc nẻ, vỗ vai Tâm, làm như từ trước tới nay chưa từng thấy anh trưng ra cái bộ dạng lớn ngớ như vậy. Ông nói: "Đúng rồi, tao thực hành cho mày coi cái thứ gọi là nhà tròn hoặc là tù tròn đó, rất chân thật đúng không?" Tâm ồ lên thích thú, rồi nói tiếp: "Đã quá chú hai, y như thiệt luôn á." Hai đèn nhấp một ngụm cà phê, nói tỉnh queo: "Đúng rồi, chính vì y như thiệt, Lỗ Bàn Tử có thể giết người trong mơ kiểu đó đó." "Hả? Nhưng mà làm sao vậy chú hai?" "Bây giờ no rồi, tỉnh rồi, vậy đi, tao sẽ dạy cho mày. Nhớ đem con hào qua, quản binh thì không thể vắng mặt được." Tầm nửa tiếng sau, Tâm và con hao ngồi ngay ngắn trước trang thờ đầu lân, ngồi đợi hai đèn chuẩn bị mấy thứ dụng cụ để học bài học đầu tiên của Lỗ Ban Tử: bùa nhà tròn. Trong lúc ông hai lây quay trong kho, Tâm có để ý thấy bà lão mẹ ông hai đang thập thò nhìn đằng sau tấm rèm, vẻ mặt hốc hác tiều tụy, thân hình gầy ốm trong bộ bà ba đen rộng, lại được ánh sáng đỏ pha vàng của đèn cà na rọi xuống, trong bà không khác gì một loài quỷ nhập tràng nào đó. Cử chỉ duy nhất bình thường của bà là lấy tay vuốt mái tóc bạc trắng sơ rối. Ông hai đem ra một cái thau nhôm rộng cỡ cái thúng, bên trong ố đen đựng một cái dĩa bè nhỏ cỡ lòng bàn tay, một chai thủy tinh đựng thứ nước màu xanh như mực viết, cùng với đó là một cây viết lá tre, loại mà đã hơn 20 năm kể từ khi học xong tiểu học Tâm không còn thấy ai bán. Tâm cầm cây viết lá tre lên, thích thú hỏi: "Ủa chú hai, mua cây này đâu vậy? Con mua về làm kỷ niệm." "Mua cái đầu bay đó. Viết này là sư tổ truyền lại. Từ hồi sư phụ của sư phụ tao, ông đã dùng cái viết này rồi. Nghe đâu mua từ thời Pháp lận. Hãng viết cũng nổi tiếng lắm. Mà truyền tới đời tao thì cái vỏ nhôm cũ mờ mất cái hàng tên. Tao mới làm cái vỏ mới lại thôi." Tâm khoái chí cầm cái viết mân mê. Con hao nhìn cái viết chăm chăm, không sủa, không chớp mắt, không quay sang chỗ khác. Tự hồ nó và cái viết này có mối quan hệ hết sức thân thiết với nhau. Ông hai lấy ít tro từ trong lư hương chỗ đầu lân, đựng trong một cái khay giấy, rồi ngồi xuống kế bên Tâm, cầm lại cái viết mà giải thích: "Nè, tao chỉ cho bay xài. Cây này không phải gọi là viết lá tre như bình thường, mà giới của tao với bầy gội là điểm thước. Mở nắp ra, đây đây đây, nó sẽ có một cái lưỡi nhọn nhỏ, dùng để khắc vô đá cũng được đó." Tâm cầm điểm thước lên, thấy nó bề ngoài đúng là giống với viết lá tre hoặc là viết bơm, viết máy, nhưng cầm nặng tay hơn. Viết dài hơn gang tay, thân viết to cỡ ngón cái, ngồi viết ánh lên sắc kim loại còn rất mới, đầu không bị tù. Mở nắp chiếc ra thì tại vị trí ngồi bơm dùng để hút mực,
Thay vì có cái nắp dặn thì ở điểm thước lại có một cái lưỡi dùi bằng kim loại, bóng mờ như thép, dài tầm 10 cm, thân tròn mũi nhọn, sắc lẻm. Dù tuổi đời có khi gần cả 100 năm nhưng vẫn chưa thấy rỉ sét hoặc là xuống cấp. Ông hai cầm cái chai thủy tinh lắc lắc rồi nói: cái này gọi là mực, dùng điểm thước vẽ hình thì gọi là kéo mực, dùng điểm thước cắt giấy thì gọi là tra dán. Điểm thước mở ra lấy dùi nhỏ có đục xiên thì gọi là điểm nhãn. Tráng nhớ mấy cái từ này đi, sau này không có được nói bậy. Tâm nhìn chai mực cho hỏi: ủa, mực này làm từ thứ gì vậy chú hai? Ông hai cười khà: mực bình, ở ngoài nhà sách đó, bán 8.000 một chai, tao mua 2-3 chai để dành xài thoải mái. Tâm chưng hửng, thứ mực này có thể tạo ra được đạo bùa lỗ ban trứ danh sao? Tâm đang chăm chú lắng nghe ông hai giải thích thêm thì đột nhiên từ trong buồng, mẹ của hai Đèn lú đầu ra như một bóng ma, thều thào nói: con ơi, nó tới, đầu trâu mặt ngựa tới bắt má, cứu má con ơi. Con Hào quay ngoắt đầu nhìn về hướng bà lão, nó không sủa cũng không chớp mắt. Tâm nghe giọng điệu của bà lão không giống như những người nhà lẩm cẩm, giọng bà ấy còn rất khỏe mạnh, minh mẫn, nhưng nỗi sợ trong mắt là có thật. Hai Đèn quay sang nói với mẹ mình: nữa hả ma? Thôi để con vô đuổi tụi nó đi cho má ngủ nghe. Con vô liền. Ông hai ra dấu cho Tâm ngồi yên đó, không được tái máy. Con Hao dùng hai cái chân trước bị cục, khẽ khều khều vào người Tâm, rồi quẩy đuôi, lè lưỡi, điệu bộ trông thân thiết quá mức, không giống như một con chó vừa mới nhặt được tối hôm qua. Trong buồng nghe ra tiếng đài radio cũ mở mấy bài giảng kinh Phật, ông hai chậm rãi đi ra, vẻ mặt bình thản như đã quen với việc này. Tâm hỏi: ủa sao chú hai không tìm thầy chữa cho bà bác đi? Tao là thầy nè, mà má tao có bị gì đâu mà trị. Ông hai vừa nói vừa xắn tay áo, trải giấy, bài mực và chén ra, làm cho Tâm thấy dường như ông đang nói thật. Chẳng có một thế lực nào đó muốn tới bắt bà lão đi, chỉ là ông chưa đủ khả năng diệt được cái thứ đó thôi. Tâm im lặng. Con Hao chui vào lòng Tâm mà nằm, gác đầu lên bắp giấy. Ông hai nói: lúc nãy bày thử cảm giác rớt vào trong nhà tròn nó như thế nào rồi đó. Tuy là có uy lực lớn, tưởng đâu cao siêu, nhưng mà nhà tròn lại là thứ dạy đầu tiên với bất kỳ một lỗ ban tử nào. Nguyên tắc của nó là nhất tròn quay, nhị đậy kính. Ông hai vừa nói vừa đẩy tay vẽ một hình tròn tuyệt mỹ, hệt như cái vòng tròn mà thằng nhóc kia vẽ ra. Thực ra cũng là ông hai vẽ mà thôi. Tâm hỏi: ủa, sao mà chú vẽ được tròn như vậy chứ? Quen tài thôi, có gì ghê gớm đâu. Ngày xưa Hoàng Trung còn một tay vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn được mà. Ông đưa mắt nhìn Tâm rồi chỉ vào trong vòng tròn mà nói tiếp: bày nhớ nghe, đây là cây cung nè, bây là thợ săn, gặp thú như thế nào á thì phải chỉnh cung như thế đó. Hai Đèn chăm thuốc rồi giải thích. Lỗ ban tử khác hoàn toàn với những gì người đời hay hình dung về họ. Trong trí tưởng tượng của quảng đại quần chúng nhân dân, lỗ ban phải là những người nhìn vô là thấy dị thường ngay, mặt âm khí, mắt thâm, môi đen, người tỏa ra âm hàn, đi đứng ăn nói đều khác thường. Đụng chuyện thì lấy bùa, lấy hình nhân, rồi nào là máu gà máu chó, mật dơi, tim sẻ. Thử hỏi nếu như đụng chuyện mà phải lấy đồ nghề kiểu đó thì lỗ ban có sống được tới bây giờ hay không? Vũ khí, và cũng là điểm yếu của lỗ ban tử, chính là đôi tay. Chỉ với một vật được gọi là điểm thước, lỗ ban tử có thể yếm bằng nhiều cách, bằng việc vẽ, khắc, cắt. Miễn sao cái thứ mà họ tạo ra bằng điểm thước và mực cùng với chú được mục tiêu nhìn vô, gây chú ý, nhìn đủ lâu tức thì công hiệu. Nhà tròn cũng vậy thôi, hình vẽ chỉ là thứ yếu, quan trọng là hình tròn đó nằm ở đâu và làm cho đối tượng nhìn đủ lâu, đủ kích thích hay chưa.
nói ra thì không khác gì thôi miên. Tâm nhíu mày nhớ lại lúc ban sáng, anh ngắt ngang. Khoan khoan, hồi sáng chú có cầm điểm thước hay mực theo đâu? Sao mà vẽ được mà yếm con vậy? Ông hai hất hàm rồi hỏi. Vậy chứ hồi sáng trên cái bàn có cái gì? Cái ly cà phê với tô bún, miệng của nó có phải hình tròn không? Tâm lại ồ lên một tiếng. Ông hai tiếp lời. Đó, mày thấy rồi đó. Với lành nghề họ làm nhanh lắm, chỉ sơ hở một chút là dính đòn ngay. Vậy cho nên lỗ ban tử phải nhớ, nhìn ra càng nhiều hình càng tốt. Những bài nào mình đã xài với người khác rồi đó thì phải ráng mà nhớ, để đề phòng bị người ta xài lại chính bài đó với mình. Thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta. Không hiểu sao khi nghe câu đó, trong đầu Tâm lại hiện lên những âm mưu tính toán, lật mặt tráo trở khó lường của cái giới này. Ông hai nói. Nè nè, bây giờ mày chỉ cần học vẽ cái hình cho nó trọn trước. Yêu cầu lúc nãy tao nói nghĩa là sao? Nhất tròn quay, là tròn phải ra tròn, méo cho ra méo luôn. Nhì đẩy kính là sao? Là nét tròn phải quay về đúng cái điểm mày đã xuất phát, tạo ra một cái vòng lặp mãi mãi. Nó tương tự như mày chạy trên một con đường tròn, cứ chạy mãi, không có đường thoát. Cách thức yếm bằng nhà tròn này cũng vậy. Tại sao gọi là nhà tròn? Nhà là thứ thân thuộc, gần gũi, còn tròn là lặp lại. Nó biểu trưng cho sự ảo mộng chân thực đến độ người bị rơi vào trong mộng không dám tỉnh dậy đó. Tâm gãi cằm. Vậy tính ra chuyện yếm nhà tròn cũng như thôi miên hả chú hai? Đúng vậy. Quan trọng là bản lĩnh của mày đủ mạnh để mà thôi miên địch thủ tới chết hay không mà thôi. Trời ơi, giết người lỡ tủ á. Ông hai nghiêm mặt. Nè, mày nên nhớ à, cái thế giới này mà một khi bay bị kiếm chuyện đó, tức là người ta muốn bay chết, chứ không có cái chuyện phủi tay xong ân quán như trên phim đâu. Chớ có ngày thời quá, chết không kịp ngáp đâu con. Tâm gãi đầu thiệt tình mà đáp. Thì con thử làm ngược lại mà vẫn sống nhăn coi sao. Anh cười hề hề, tay quẹt một hình tròn tưởng như đẹp nhất từ lúc bình sinh tới giờ. Dĩ nhiên so với của ông hai thì vứt đi. Anh chặt lưỡi. Lỗ ban tử á, học vẽ nhiều hình không chú hai? Hình có một góc, hai góc, ba góc, bốn góc. Tâm suy nghĩ. Nếu nói hình tròn chỉ có một góc bằng 360 độ cũng tạm chấp nhận đi. Ba góc thì là tam giác rồi, bốn góc là tứ giác. Vậy hình năm góc, sáu góc thì sao? Chưa kể hình có hai góc là hình nào? Anh hỏi thì ông hai nói. Hình tròn, hình tam giác, hình vuông nhiều hơn bốn góc thì chia nó ra góc nhỏ. Hình hai góc tao dạy sau cùng. Biết nhiều đó thôi, tập hình tròn này đi. Tâm gãi đầu chán nản nói. Không lẽ từ sáng tới chiều con vẽ cái hình tròn hoài sao chú hai? Chán muốn chết luôn á, có gì khác không? Hai đèn nghĩ ngợi giây lát, nhớ lại lúc xưa mình theo học sư phụ ở nơi thôn giả, cũng là rèn luyện những thứ lặt vặt trước, làm quen thế giới bùa chú xong thì mới ra vẽ. Ông tự thấy mình có phần hấp tấp khi dạy Tâm vẽ hình một góc có phần hơi nhanh. Ông hỏi. Để cái râu lân hôm qua đâu? Lấy ra buộc lên tay đi, coi Kim Lân đại tiên có giúp mày không? Tâm chân hững. Con để đâu quên mất tiêu rồi chú hai. Con quên nữa. Hai đèn trợn mắt lên. Cái thằng này, sau này cấm mày làm mất cọng râu ông nào nữa nghe chưa? Dứt lời, ông hai đứng dậy, tiến tới trang thờ xá ba xá, sau đó bước một sợi râu khác, đưa cho Tâm buộc vào cổ tay. Trong lúc buộc, con hào liếm mấy cái vào tay anh, tựa như nó khoái sợi râu lân này vô cùng. Ông hai nhìn con hào, càng lúc ông càng cảm thấy con chó này không bình thường. Tâm cầm điểm thước lên, quẹt đại một đường, quả nhiên cái hình tròn hơn rất nhiều. So với ông hai thì còn thua xa,
nhưng so với cái hình tròn nãy giờ anh vẽ đã chênh nhau 1:3, 1:10. Tâm hào hứng lên ngay. Ông hai thấy con hào cứ quẩy đuôi, lè lưỡi, tra vẽ thích thú vô cùng. Tâm định vẽ thêm một hình nữa thì ông cản lại. Ông nói: "Thôi được rồi, bày nói cũng đúng. Bắt bày vẽ cái hình tròn từ sáng tới chiều thì có phần nói chắn. Hôm ấy tao có cái này, vừa học vừa làm, đảm bảo bày nhớ lâu được." "Ừ, làm gì hả chú?" "Đi ra chỗ lò thiêu đó. Lần này tao đi với mày, yên tâm đi. Mấy cô bác ở đó sẽ giúp cho mày học vui hơn." Mười giờ sáng, nhưng do trời đang chuyển mưa, mây xám xịt che kín cả bầu trời. Thoáng nắng thoáng mưa khó chịu vô cùng. Khu nghĩa trang người Hoa trước kia nằm sát biển, nhưng sau này người ta lấn biển làm khu đô thị, thành ra nghĩa trang nằm kẹp giữa hai khu dân cư đông đúc. Tâm chở ông hai tới trước cửa lò thiêu thì trời cũng đổ mưa. Cơn mưa phùn thì không sao, chỉ có gió thổi từ biển vào rất là lạnh. Ông hai đẩy cửa vào nhẹ như không, mặc dù trước đó Tâm thấy có vòng lồi tối khóa chặt cổng lại. Tâm quăng chiếc xe tàn vào trong gốc cây rồi nói gót theo sau. Hai đèn đi một vòng quanh lò thiêu. Con hào được Tâm bỏ vào cái túi đeo trước ngực, vẫn im lặng, không sủa không quậy gì cả. Ông hai nhìn bố cục mã, nghía sơ qua bia mộ một số cái, đoạn quay sang Tâm, đưa điểm thước và mực cho anh rồi nói: "À, bây giờ mày bắt đầu từ cái mã màu vàng góc bên trái đó. Nhìn trên bia mộ có hình tròn thì xá người bên dưới 3 cái. Sau đó lấy đầu ngón trỏ thấm mực, vẽ tượng trưng hình tròn đó trên không khí, sao cho càng chuẩn càng tốt. À, làm nghiêm túc vô." Tâm thắc mắc thì ông đáp: "Cái hình tròn đó bây giờ gần như thất truyền rồi, gọi là âm viên. Người ngày xưa chết là một nhà, sau này chết đi rồi, vợ chồng vẫn muốn đoàn tụ, cho nên vẽ cái vòng tròn đó. Viên đồng âm với đoàn viên đó. Hình tròn đó rất là chuẩn, bay học theo hình tròn đó là chính xác nhất rồi." "Ừ, vậy con thấy mã nào thì vẽ mã đó hả?" "Đúng rồi, nhưng mà không được đi lung tung, phải đi theo thứ tự Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam." Vừa nói, ông hai vừa chỉ một số vật mốc để cho Tâm hình dung ra được các hướng. "Vậy đó, hình dung được chưa? Nhớ học cho nghiêm túc vô, có khi mày tìm được binh tướng giúp mày nữa đó." Tâm mặc dù không hiểu ý của hai đèn là gì, nhưng cứ y vậy mà làm theo. Anh bắt đầu tại ngôi mộ mà ông hai chỉ điểm. Mặc dù đứng từ xa, nhưng quả nhiên ông ấy nói đúng. Trên bia mộ ở 4 góc có những hình tròn, rất tròn. Cảm giác nó đem tới một sự hoàn mỹ khó tả. Tâm mở nắp chai mực, thấm lên đầu ngón tay, hô lên không khí. Đột nhiên con hào sủa một tiếng. Tâm sực nhớ ra là mình quên xá người dưới mộ, rồi xoa đầu con cú ngoan, rồi xá 3 cái. Khi di chuyển một vòng, anh thấy sự kỳ lạ của những hình âm viên. Có cái hình vuông, có cái theo bố cục bắt đầu, có cái là đường thẳng. Tuy nhiên đều theo bố cục, có thể chia bia mộ ra 2 phần gần bằng nhau, rất đối xứng. Vẽ tới chừng cái thứ 20 thì trời mưa nặng hạt hơn. Tâm đứng dậy tìm ông hai thì không thấy ổng đâu. Anh đang phân vân không biết có nên chạy vào cái chỗ lò thiêu đứng đục mưa hay không. Lang thang ngoài nghĩa địa trong lúc trời mưa như thế này, một là khùng, hai là bị sét đánh. Tuy nhiên con hào có vẻ không muốn để anh quay vào trong. Nó cứ sủa cho đến khi Tâm ngồi xuống vẽ tiếp một cái bia mộ nữa. Áo quần của anh ướt sũng, mắt lèm nhèm nhìn không thấy đường nữa, da thịt cũng lạnh cống cả đi. Tuy nhiên có một linh cảm thúc giục anh cố gắng hoàn thành công việc này. Chai mực cũng bị pha loãng bởi nước mưa. Lát sau Tâm đứng dậy, nhìn tổng thể một lần nữa thì thấy mình đã đi một vòng tới hướng đông nam mà ông hai đã dặn, cũng là nơi tiếp giáp giữa nghĩa địa người Hoa và nghĩa địa mộ mã cũ Loạn Xạ. Nơi này có một cái bụi cây rậm
Từ xa nhìn vô không thấy được bức tường của nghĩa trang bị vỡ ra. Có lối đi và cũng có dấu chân người đi. Nhưng là ai đi? Ai lại đi từ nghĩa địa này qua nghĩa địa khác chứ? Tâm hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, thay vào đó là một sự hưng phấn khó tả. Anh bước tới bụi rậm, vén lối đi, nhìn qua nghĩa địa bên kia. Nước đen ngòm ngập lúc cả mắt cá một chút. Nhìn những cái mã ngổn ngang này, anh có cảm giác như chúng là một đám đông đang cúi gặp người yên lặng. Mặc đủ thứ y phục đỏ, đen, xám, trắng, quỳ lại một người vô hình nào đó nằm hướng mặt trời mọc. Con hào nhìn qua phía bên tay phải bụi rậm, ở phía sau bức tường ngăn, nơi đó có một cái dũng nước, có lẽ gọi là cái ao cũng được. Ngồi lên một hai nắm mồ hoang và mấy cây cừ tràm khẳng khiu, không hiểu tại sao lại cắm ở đó. Tâm ngó qua thấy nhô ra khỏi mặt nước là một mái nhà, hay nói chính xác hơn là một nửa phần trên của một cái chòi. Diện tích nhỏ chừng một cái phòng ngủ, mái lá bạc thách, sơ xác, vách nát loang lổ. Không hiểu sao nhìn mồ mả loạn xạ, anh không thấy sợ. Vậy mà nhìn vào một cái chòi trách giữa ao tù thì lại thấy sợ. Đùng một cái, một tia sét khổng lồ vạch ngang trời, trùm ánh sáng chói mắt lên nghĩa địa. Hai đèn nép người sau cái lò thiêu hút thuốc. Ông đang tính chuyện gì đó, vẻ mặt sốt ruột, thỉnh thoảng liếc nhìn về hướng Tâm đang vẽ bia mộ. Đột nhiên có tiếng bịch bịch vội tới. Ông vừa lú đầu lên thì thấy Tâm đang chạy ra cổng, vẻ mặt hớt hải. Ông Hai kêu ý ới, làm cho anh giật mình quay lại. Nè, ma đuổi mày hay gì mà chạy cố sắc vậy? Chết chết rồi chú Hai, con Hào nhảy xuống nước mất tiêu rồi, con mò không được. Ông Hai ngạc nhiên, bảo Tâm dẫn lại xem. Hai thầy trò băng trong mưa, chạy ngang qua những chòm mã lạnh lẽo, tuy nhiên vẫn không lạnh bằng mặt của Tâm khi vén đám bụi cây ra. Không hề có cái chòi nào mọc lên giữa ao tù cả. Nơi đó cũng không có cái ao tù nào hết. Ở đó là một cái tháp cốt cũ nát. Tâm ú ớ. Ủa, hồi nãy rõ ràng có cái chòi dưới cái ao đó. Con Hào nó sủa, rồi cái nó dậy, phóng xuống luôn cái ao. Chìm nghiễm rồi, con nhào xuống liền mà không kịp. Những tưởng ông Hai sẽ không tin, ai dè ông vỗ vai Tâm đáp. Được rồi, số mày hên đó. Tính ra chắc tao phải gọi mày là sư bá mới đúng dài dế đó. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, con Hào không thấy đâu, tự dưng ông Hai đèn đội kêu mình là sư bá. Tất nhiên thằng lù khù như Tâm thấy khó hiểu vô cùng. Cảm giác như hồi xưa nó đi học môn hóa ùa về vậy. Nó khua tay bước lùi lại nói. Ôi chú Hai, chú nói vậy con tổn thọ chết. Con mới nhận chú làm sư phụ mà. Nhầm, Kim Lân Đại Tiên. Ông Hai đang khoái chí thì bật cười khà khà. Tao nói chờ vậy thôi, mày nhanh nhẩu đoán vừa thôi. Đâu, hồi nãy con Hào nó nhảy xuống nước là nhảy kiểu gì? Mày kể lại tao nghe coi. Tâm dùng ngón tay mân mê cái cằm, nhớ lại cảm giác lạnh sống lưng lúc bước qua khu nghĩa địa ngổn ngang, rồi kể cho Hai đèn nghe đầu đuôi câu chuyện. Sau khi thấy cái chòi ngập trong ao nước, Tâm đương nhiên ba hồn chín vía lên mây. Ở cái chốn nghĩa địa âm u mà trời lại đang đổ mưa, thứ bất bình thường như vậy đáng lẽ không nên xuất hiện ra. Tâm định ôm con chó rồi rẽ bụi cây đi ra. Ai ngờ đôi mắt của anh như bị thôi miên, thần trí như bị ma quỷ bắt mất, không thể rời mắt khỏi cái chòi kia. Lúc này con Hao sủa lên inh ỏi như ba má nó chết vậy. Tâm nghe tiếng thì chợt bừng tỉnh, lắc đầu ngoài ngoại mấy cái, định ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ai ngờ trời nổ một trận sét đánh đoàn lên một tiếng hết sức đinh tai, làm cho Tâm loạn choạng. Con Hao bị trớt khỏi cái túi vải đeo trước ngực. Con chó bị cụt hai chân trước nên không bám lại được, cứ thế mà lăn xuống cái ao tù. Tâm tá quả nhảy đụng xuống nước, tai khua tứ phía nhưng vô phương. Con chó như bị cái ao quỷ quái này nuốt mất vậy. Lúc lặn xuống ao, tay Tâm chạm phải đủ thứ hầm bà lặn. Thoạt đầu cảm giác chúng khá nhẵn nhụi, sờ kỹ hơn thì thấy chúng làm từ chất liệu gì đó cứng như xương người, thí dụ như xương tay xương chân chẳng hạn. Vừa nghĩ tới đó, Tâm sặc bong bóng nước phải ngồi lên trên. Lúc này lại có thứ gì đó kéo chân Tâm ngược xuống.
anh giãy giụa như cá mắc lưới mới thoát ra được, liền bơi vào trong bờ như bị chủ nợ trượt. Tâm thở hồng hộc, những tưởng cuộc đời chưa từng trải qua nỗi sợ nào như lúc nãy. Mới dính tới lỗ ban có mấy ngày mà thành ra như vậy rồi hay sao? Tưởng đâu mọi thứ ghê rợn đã dừng lại, thì đúng lúc ấy xung quanh Tâm vang lên tiếng cười đầy ma quái. Lúc thì the thé như tiếng đàn bà, lúc thì khanh khách như đứa con nít vậy. Mặt ao sau lưng Tâm sủi bọt như cái nồi đun khổng lồ. Bong bóng nước thì nhào bay lên. Chúng đều mang những hình thù tròn trĩnh, to nhỏ tuy không đều, nhưng hình nào hình nấy đều hoàn hảo đến nổi da gà. Đù mẹ, bị yểm nhà tròn sao? Chú Hải bớt chọc con đi. Tâm tự nhủ. Nhưng không đúng. Sấm, mưa, nước ao, cây cỏ rất là thật, khác xa hoàn toàn cảm giác ở cái quán bún triều lúc trước. Ê, bà thôi cây mẹ. Tâm kêu lên rồi vụt chạy ra khỏi bụi cây. Lúc đó thì gặp Hai Đèn. Hai Đèn nghe kể xong thì trầm ngâm, lát sau nói: mày nói đúng được chỗ đó là không phải mày bị yểm, mà cái thằng trời vật này đổ thừa tao nữa hả mày? Tâm gãi đầu cười hề hề: tại con thấy hình tròn nên con tưởng chú Hai thử con nữa. Lúc nguy cấp mà bậy mồm bậy miệng chút thôi mà. Ủa giờ tính sao chú Hai? Con Hào không lẽ bỏ nó ở đây? Hay là hay là con Hào nó rơi vô nhà tròn, bùa lập ra cũng là cho nó chứ không phải con? Ông Hai nhíu mày cho khịt mũi nói: cái thằng này, mày bớt phán bựa giùm tao cái coi. Con chó mày đem về, lúc đêm đầu tiên tao đã thấy nó không phải chỉ là một con chó bình thường rồi. Xuất thần của nó có khi tao với mày giới không tới đâu. Là sao chú Hai? Không lẽ bắt được giống chó nội của mấy thằng Tây hả? Sao thấy cái đầu mày. Nói đoạn, ông Hai kêu thằng Tâm ngồi xuống thở lấy hơi chút đi, rồi ông kể cho nó nghe chuyện con Hào. Lúc thằng Tâm đem con chó về, nó tuyệt nhiên không sủa. Chó rất nhạy cảm với mùi, gặp nhà ông Hai nhang đèn vô số, lại thêm mùi dầu mùi thuốc của mẹ ổng, vậy mà nó nằm im re, mắt nhìn chết trân vào cái đầu lân, thế mới đáo để chứ. Áp lực tỏa ra từ con chó này, ông Hai cho rằng vía của nó rất lớn. Bằng chứng là hai chân trước đã bị cụt đi, mà nó vẫn sống được ở cái chốn nghĩa địa này. Hoặc một lý do khác ly kỳ hơn, đó là ở trong đây có người lén lút ở, chính người đó đã nuôi nó. Lúc nãy người đó ếm bùa Tâm để bắt con chó về. Tâm trệ môi: ơi, thì ra ngay từ đầu á, chú Hai đã biết con chó này không tầm thường, vậy mà kêu con lấy nó làm quản binh chi nữa. Hai Đèn châm điếu thuốc, vì trời mưa nên phải luộn trong áo mới đốt lửa được. Ông trích một hơi rồi nói: thật ra tao chỉ nghi nghi thôi, nên một mặt mới kêu mày lấy nó làm quản binh, mặt khác thì ra đây tìm hiểu rõ ngọn ngành coi sao. Hồi nãy tao kêu mày vẽ âm viên theo chiều từ Tây Nam sang Đông Nam, chính là hành động đảo âm viên đó. Đảo đọc chạch là đáo, nghĩa là tới, ngụ ý là đưa con Hào quay về cái nơi nó bị cụt chân. Tâm ngớ ra, suy nghĩ hồi lâu mới tá quả la lên: Vậy ra con Hào là chó ma. Chó ma mới có chuyện đảo âm chứ đúng không? Chú Hai chơi con vốn lớn quá, thứ ma quỷ vậy còn kêu con nuôi nữa. Hai Đèn chật lưỡi, cảm giác như thằng đệ tử lù khù này nói câu nào là trật câu đó. Ông đính chính lại: không phải, con Hào là chó thiệt. Đảo âm viên á là đảo cho cái chân bị cụt mất của nó, mày hiểu chưa? Tao lăn lộn bấy lâu nay, chẳng lẽ nhìn con chó không biết nó là chó ma hay sao mà mày bắt bẻ tao? Nói chung mục đích ra đây á là để tìm ra nguồn gốc của con Hào, để sau này mày nuôi nó không có bị lấn cấn, hiểu chưa cái thằng khờn? Tâm gật gù, sau đó cười nắc nẻ: Tôi chú Hai bớt giận, con lù khù vậy chứ có ngày cái lù chạy á. Chú chờ coi, bây giờ con hiểu rồi, bước tiếp theo mình làm gì nữa chú? Hai Đèn quăng đi phân nửa điếu thuốc, tại vì nó bị nước mưa rất trúng. Đoàn e dè nói: đang ly trà đó, hình hai góc tao sẽ dạy mày sau chót.
Nhưng mà lần này chắc phải thi triển tại đây mới được. Không loại trừ trường hợp chủ của con hào là một thằng cao tài đó. Tâm nghe tới đó liền đứng bật dậy, vẻ hưng phấn hiện rõ trên mặt. Ui, làm liền cho nóng đi chú hai. Mày từ từ, cơm nó mới nhự. Trước hết phải thăm thính kỳ đã. Bây giờ tao với mày cô lại cái tháp cốt, coi coi thực sự ra nó là cái thứ gì. Tâm liền sụ mặt, tưởng đâu được lé mắt. Ai dè tôi đành vậy. Anh vặn vẹo mấy cái cho dẫn hai đèn ra cái nơi anh đã thấy cái ao tù lúc nãy. Bây giờ cái ao đã biến mất, thay vào đó là cái tháp nhìn kỳ cục vô cùng. Tháp cao khoảng 4 mét, màu đen, nơm đã đứng đây hứng gió sương cả trăm năm mới ra được cái màu như vậy. Xung quanh bám đầy trêu che đi gần hết họa tiết. Bọn hai đèn và tâm tàn định bước tới gần xem, lúc đó mới biết xung quanh bùn ngập mắt cá, đi đứng có phần khó khăn. Đến gần hai đèn mới lấy tay gạt đám rêu, lúc đó ông lẩm bẩm: "Ủa, chữ khơ me sao?" Tâm cũng kề đầu lại coi, thấy những ký tự ngoằn ngoèo đọc không được chữ nào cả. Hai đèn lúc này quỳ gối, coi dưới đế là một kiến trúc hình chữ nhật, trông như mộ thất. Nhìn trên đỉnh thấy tượng chim thần Krut đã sức mẻ gần hết, đặc biệt là một vết thâm như bị sét đánh vô. Đột nhiên Tâm nghe hai đèn thở dài. Anh hỏi sao vậy thì ông đáp: "Ờ, đúng như tao nghĩ đó. Tháp này của dân Lỗ Bàn Tử, một người rất là cao tay. Mộ thất này ắt hẳn là của bậc tiền bối. Nhưng mà..." Tâm sốt ruột: Nhưng mà gì chú hai?" Ông hai cầm một cục đá, tay bóp mạnh làm cho nó vỡ vụn ra. Tuy đá đã mục, nhưng không thể phủ nhận lực tay của ông là cực mạnh. Tựa như điều sắp nối ra đây, nó khơi dậy một mối thâm tình hoặc thù hằn gì đó từ rất xa xưa. Ông nói giọng có phần chua cay: "Lỗ Bàn Tử lúc đó đó, biết số mình sắp tận, thường dạt về Tây Ninh hoặc Đồng Nai. Ở những nơi đó thổ nhưỡng tốt, có thể tìm đất tán mà không sợ bị quật mã lên trả thù. Còn ở Trạch Giá, xưa nay chỉ nghe tới một người có danh xưng là Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử. Mà người này á, nghe đâu là sư phụ của sư phụ của sư phụ đó. Tại sao ông ta lại chọn địa điểm như thế này để mà an nghỉ chứ?" Tâm nhìn cái tháp cốt, đầu óc hạn hẹp, chỉ cho anh thấy được đây là một cái tháp mục nát, đẩy một phát là ngã ra cũng không chừng. Anh nói: "Ủa, sao chú hai dám khẳng định chắc nịch như vậy chứ?" Hai đèn trầm tư: "Lỗ Bàn á, xây cái gì cũng dùng Lỗ Bàn Thi và Lỗ Bàn Mẫu mà đo. Tao là Lỗ Bàn Tử, nhìn vô tất nhiên thấy số đo rất là khớp. Ví dụ từ cái tượng này tới tượng kia là 3m3 chẳng hạn đi. Ôi mà thôi dẹp dẹp, mấy cái này mày chưa học, nói nghe chi cho lú. Rồi thêm nữa, Lỗ Bàn Tử lúc chết đó, không có xây mộ thất bình thường như người ta, thường là nhờ đệ tử hoặc dân trong nghề lập mộ theo thiết kế đã vẽ ra trước khi chết, đề phòng kẻ xấu sau này quật mộ lên dùng xác đó để mà làm chuyện ác đó." Tâm bẽn lẽn nhìn hai đèn rồi hỏi: "Ủa, vậy chú hai có thiết kế mộ cho mình chưa? Chú hai yên tâm đi, con đây sẽ chăm lo cho chú đàng hoàng mà." Tâm nói xong thì vỗ ngực, bị hai đèn tán lên đầu mấy cái. Ông nói: "Dịch vật mày, mày trụ sư phụ mày chết ra mày, cái thằng trời đánh thánh vật này." "Dạ, con giỡn thôi. Mà chú hai ơi, coi tháp xong rồi, vậy bây giờ có cứu được con hao không? Thú thiệt nó biến mất không chú dấu vết á, con thấy bức trước làm sao á. Mặc dù mới nuôi có mấy ngày à, mà thấy nó cũng ngoan, cho nên con tiếc lắm." "Trong tình nghĩa trước sau vậy là tốt. Cứu thì đương nhiên sẽ cứu, nhưng không phải bây giờ. Tao với mày phải về chuẩn bị đồ đạc kỹ lưỡng. Nếu đây là tháp cốt của Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử thì tuyệt nhiên không thể làm bậy bạ được. Không thôi có trăm cái mạng cũng không đủ cho ổng giật đâu." Tâm theo hai đèn ra khỏi nghĩa địa, lấy chiếc cúp đội mưa chờ ổng về, mà trong lòng không khỏi bồn chồn. Nhìn xuống cái túi đựng con hao hồi sáng, bây giờ không thấy bóng dáng nó đâu,
ai mà không buồn chứ. Ông hai kêu thằng Tâm về thay bộ đồ khô với đem theo cái áo mưa. Còn ông thì vào trong nhà chuẩn bị đồ. Cái tay nải được trải ra. Đúng lúc ấy bà mẹ cũng mở hờ cửa, thò khuôn mặt hốc hác ra nhìn từng cử chỉ của con trai mình. Hai đèn cân nhắc rất lâu, đoạn lấy theo giấy vẽ bùa, điểm thước, hai chai mực và một cái bàn chải kim loại cũ sét, một cục gạch dở còn ráp lại được. Quan trọng nhất là cục gạch, nó phải vỡ một cách tự nhiên, ví dụ như gió thổi trớt rồi dở ra mới có công dụng. Buộc cái tay nải xong thì thằng Tâm cũng vừa đậu xe cái gạch, khuôn mặt hớt hà hớt hải mà chạy vô. Đi lẹ chú hai ơi, con sốt ruột quá chừng rồi, lỡ con Hào nó bị mắc lưới như hôm bữa thì sao? Hai đèn nhìn Tâm, đoàn dở giọng an ủi. Tao kêu mày từ từ thì mày cứ nghe tao đi, con chó nó mạng lớn lắm, mày đừng có lo. Nè bây giờ mày chở tao ra tìm ông mẫu tén đi, để tao mua một bộ lưỡi cầu, sau đó thì tao với mày đi kinh cùng một chuyến. Tâm tuy lo cho con Hào, nhưng nghe hai đèn nói thì cũng có phần yên tâm. Hơn nữa chuyện đi câu cá đã chiếm lấy đầu óc tò mò của anh, phút chốc quên luôn chuyện con chó. Tâm hỏi: Ủa, mua lưỡi câu sao không mua mấy cái tiệm hiện đại chút mà qua mẫu tén làm chi? Ông bán toàn lưỡi cũ thôi chú hai không biết sao. Hai đèn lôi thằng Tâm đi, phần ông cũng lười giải thích, nhưng nể tình thân phận thầy trò, bèn vừa mặc áo mưa vừa nói: Tao đi kinh cùng câu cá bốn tượng, lưới câu hiện đại nào mà câu được tao cùi sức móng. Ông mẫu tén tao quen hơn 30 năm, lưới câu bên đó chưa bao giờ làm tao thất vọng. Mày cứ chở tao đi đi, hổ nhiều quá. Tâm dựng xe, nổ máy, chợt nhớ cái gì đó thì mới nói: Ủa khoan, cá bóng tượng hả chú hai? Đến đó thì Tâm cười lên ha hả. Cá bóng tượng bây giờ làm gì còn, mà chú hai đi câu chứ. Hai đèn không trả lời. Ông kiểm tra cái tay nải một lần nữa cho chắc ăn. Từ đó đến khi mua xong ba cái cần nhấp cá bóng, đến nơi gọi là kinh cùng, thì hai đèn cũng chỉ ậm ừ mấy câu hỏi của thằng Tâm. Ông đang có một cảm giác bất an khó chịu. Bãi bồi trời mưa lả tả, rơi những giọt li ti. Thế vậy mà đứng lâu là ướt nhẹp như chơi. Hai đèn đào mấy con trùng rồi vắt mồi lên cần câu. Cần có mẩu tén bán dài khoảng một sải tay, chuốt từ cây trúc. Tay nghề phải gọi là thượng thừa, vì nhìn tròn lẳng mà toát lên cái màu vàng rất đẹp mắt. Hai đèn vắt mồi xong thì cắm cần xuống bờ nước, mỗi cần cách nhau 6-7 bước chân. Thằng Tâm ngồi trên con cúp, miệng vẫn liên thuyên: Ừ bây giờ chứ phải ngày xưa đâu chú hai, nước ô nhiễm chứ người ta chạy lưới diện rộng, cá bóng thì mài trà chứ cá bóng tượng thấy tào lao mới lao quá. Hai đèn châm thuốc cười bảo: Thằng như mày mới tào lao mới lao đó, bóng tượng lựa lúc đêm tối hoặc trời mưa nhẹ kiểu này để đi kiếm ăn đó. Cá liềm kiềm chẳng hạn thường bơi vô tội dạ vào thời tiết như thế này, mấy con bóng nó khoái lắm. Với lại đi câu trời mưa này, mày biết còn cái gì hay nữa không? Tâm trệ môi: Hả, mắc mưa hả? Ui sợ bậy hết sức. Trời mưa động mặt nước, dắt mồi vô cần khỏi cần nhấp như trời tạnh. Ông trời ông nhấp giùm mình rồi mày thấy không? Chừng nào thấy cá đớp thì cầm cần lên vũ nó là được. Cái này là bài học phụ đạo ngoài lỗ băng, coi như tao dạy chùa cho mày đó. Bóng tượng trời ổ đi ăn theo bầy, cha mẹ ông ngoại, ông nội kéo nhau đi cả lũ. Khứu giác tốt cho nên chúng thường tìm đến chỗ có mùi tanh, ương, lấy trùng đất mới đào làm mồi là bá cháy. Bóng tượng nếu câu nhấp vào ban ngày thường phải trúng hang mới có năng suất, nhưng kiểu câu này thường dính cá nhỏ, bởi vậy hai đèn mới lựa trời mưa kéo Tâm đi câu liền. Chuyên Tâm, anh vẫn không tin rằng thời buổi này còn câu được cá bóng
nhưng nghe hai đèn nói xong, nó cũng phóng xuống xe chạy lại coi. Đúng lúc đó, một tiếng đớp rõ to vang lên. Thằng Tâm như muốn nhảy cẩn lên. Ê chú Hai, cá đớp kìa, nhấp mau. Cái thằng này từ từ, phải kiên nhẫn như Khương Tử Nha nghe chưa. Tuy nói vậy, nhưng hai đèn cũng thấy nơm nớp. Ông bước rất nhẹ lại chỗ cá đớp hồi nãy, rồi thận trọng gỡ cái cần lên. Đoạn dùng bàn tay điệu nghệ nhấp nhẹ một cái, rê con trùng qua lại liên tục. Một phút trôi qua mà tưởng như cả năm trời. Bốn con mắt dán xuống mặt nước đợi con cá cắn câu. Hai đèn cũng là dạng câu cá có nghệ, đâu cần ông điều khiển rất nhẹ, giữ một vị trí khoảng 5 giây rồi nhấp tiếp cho tới khi dây cước căng ra. Phực phực lên, cảm giác cần câu trên bàn tay bị kéo đi. Hai đèn liền hít một hơi rồi kéo mạnh. Con cá to bằng ngón cái đang ngậm vào mồi trụng, vừa bị kéo lên liền hả họng ra, tuột khỏi dây câu, giải đành đạch trên bãi bồi. Hai đèn liền miệng: Thằng Tâm, nhảy ra chụp nó nhanh coi. Tâm không cần nghe hai đèn nói câu thứ hai, liền phi thân xuống bụi cỏ chỗ con cá nhảy vô. Hai đèn cũng căng mắt chột dạ nhìn theo. Lát sau, thằng Tâm ngồi phát dậy, tay túm gọn con cá, miệng hăng hái hù: Ê chú Hai, chú Hai, có bóng tượng thiệt nè. Hai thầy trò nhìn nhau cười lên ha hả. Hai đèn bảo: Lẹ lẹ, lấy cái bọc tao mua hồi nãy thả nó vô đi, xong rồi mày cứ đứng đó rình cho tao. Tao giật lên mà nó sống á là mày túm liền nghe chưa. Tâm gật đầu lia lịa, hí hửng kiếm cái bọc thả cá, rồi tới đứng kế bên hai đèn. Khoảng một tiếng trôi qua, sau bao nhiêu lần câu nhầm nào là tôm, cá sặc, cá rô, thì hai thầy trò cũng tóm được ba con cá bóng tượng. Tay chân lấm lem bùn đất, quần áo ướt nhẹp, vậy mà vui quá chừng. Thằng Tâm cười thích mắt không thấy tổ quốc đâu suốt cả buổi. Đánh xe về Rạch Giá, sau khi đã tấp vô húp tô bún riêu nóng hổi, định bụng tối nay sẽ phá cái tháp cốt luôn. Ai ngờ xe lại hư giữa chừng, cũng may trời đã tạnh mưa. Dắt xe về lại chỗ cái bảng đề giá ép gần đó, bài ra thì thấy cán đinh lủng hết một lỗ tổ chẳng. Hai đèn chửi vài câu rồi bỏ ra nhà sau rửa tay rửa chân, để thằng Tâm ở lại coi xe. Quần áo ướt cho nên Tâm ngồi trung lên cầm cập. Đúng lúc đó thì sau lưng cảm nhận được một luồng hơi lạnh thổi tới. Thì ra là bà bán vé số vừa đẩy cửa bước vô. Bà này lưng còng, bước đi gặp cả người xuống sát đất, tay cầm sắp vé số để trong bọc ni lông mà trung lên từng hồi. Tâm thấy thương quá, bèn móc tiền cho mua giúp. Lúc ấy mới thấy chỉ khó còn có tờ 50 ngàn. Anh nhìn bà lão hơi lúng túng nói: Thôi bà lấy con hai tờ luôn đi. Thôi con 20 ngàn cho vậy. Bà lão móc ba tờ giấy số đưa cho Tâm, đoàn lục lọi cái túi áo bà ba lấy tiền thối. Lúc Tâm nhận tiền mới phát hiện ra toàn đồng xu 500 đồng, loại tiền đã cũ lắm rồi. Tâm liền nhếch môi nhìn bà lão: Ơi, thời này ai mà xài tiền xu nữa. Đột nhiên nói tới đó, Tâm đơ cả người đi. Đồng tiền xu có hình tròn, lúc phát hiện ra dính bùa tròn thì đã quá muộn rồi. Tâm như chìm vào trong ao nước đá, thân thể bị một áp lực kinh hồn đè xuống đáy ao. Bà lão chợt hóa ra khổng lồ, từng thớ thịt trên khuôn mặt chảy ra như sáp đèn cậy. Phút chốc chỉ còn lại cái đầu lâu trắng hiếu, khóe miệng cầm cập hỏi: Tụi mày là ai? Đi đâu vô đây? Tâm ngú ngớ, chẳng trả lời được lấy một câu. Lại nói chuyện hai đèn, vừa ra nhà sau chưa rửa xong xịn, dính trong mấy cái móng chân, thì nghe tiếng thằng Tâm kêu lên hết sức khó nghe. Ông ba chân bốn cẳng chạy ra, thì thấy ông thợ sửa xe đã ngất liệm đi. Tâm nằm bè ra đất, hai tay hai chân dang rộng. Biết là gặp thầy bùa lỗ ban, ông hai liền phóng tới cái bàn thờ, lấy ba cái chân nhang rồi lần lượt chấm vào trán và hai vai của thằng Tâm. Vài giây sau, thằng Tâm thở hớp lấy một hơi, như người vừa bị đuối nước, khuôn mặt thất thần nhìn hai đèn. Hai đèn hỏi ngay là ai đã chơi bùa tròn. Tâm vẫn chưa bình tĩnh, mấp máy nói: Là bà bán vé số, đồng xu, ao nước sọ người, thế ghê quá chú Hai ơi. Hai đèn nhìn quanh, đoạn chạy ra cửa. Con đường dài hun hút, chẳng thấy có một bóng người nào khác.
Thất vọng, ông bèn quay vô. Đêm rạch giá trời lại đổ mưa. Mùa áp thấp nhiệt đới này không biết chừng nào mưa mới tạnh. Manh mối về bà lão bán vé số hoàn toàn không có. Thằng Tâm nói bà ta gù lưng suốt cho nên không có thấy được khuôn mặt. Hai đèn hỏi quanh cũng chẳng nhận được gì, bèn gác bà ta qua một bên. Hai đèn cho rằng bà ta thấy lỗ ban tử vào địa bàn thì thị quy vậy thôi. Lần sau đi ngang đó nhớ cẩn trọng là được. Hiện giờ phải lo cái tháp cốt trước đã. Trở lại nghĩa địa lần thứ ba trong vòng có mấy ngày, Tâm đâm ra trơ mặt. Dù có mưa giông hoặc trời âm u cũng thấy thành quen. Hai thầy trò tìm tới chỗ cái tháp cốt. Số lượng sình lầy hôm qua còn ngập hút mắt cá, bây giờ đã tăng lên gấp đôi. Chắc là do mưa xối mòn mấy đống đất gần đó rồi chảy xuống đây. Tháp chắp cốt đứng sừng sững giữa cơn mưa chớp giật, như đang thách thức trời đất và hai lỗ ban tử đằng này. Tâm vác dụm hai đèn cái tay nải, đợi ông đi một vòng quanh tìm manh mối nên bắt đầu từ đâu. Khoảng 10 phút sau, hai đèn mới kêu Tâm lấy cho ông cái bàn chải sắt. Đoạn ông quỳ gối xuống phần đế tháp rồi bắt đầu chà lớp rêu đóng trên đó ra. Tâm ban đầu khó hiểu, dưới rêu thì lại là bùn đất, chẳng biết chà ra làm cái gì. Nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất đi khi dưới những đường cào của bàn chải bắt đầu xuất hiện những cái rãnh nhỏ. Hai đèn chà được nửa vòng thì than đau lưng, bèn kêu Tâm xuống chà tiếp. Mất khoảng chừng gần một tiếng đồng hồ thì hai thầy trò mới chà xong. Hiện ra trước mặt họ bây giờ là rất nhiều cái rãnh xếp thành những hình thù khó hiểu. Tâm chạy tới chạy lui đếm coi bao nhiêu rãnh, nhưng đếm được vài chục thì anh lại quên số. Hoặc là do rãnh bố trí rối mắt quá cho nên nó đếm nhầm, đành phải đếm lại. Hai đèn coi Tâm nhảy qua nhảy lại như con sóc làm trò một hồi thì dịnh vai anh bảo: "Thôi được rồi ông cô nội, cậu cần mày đếm làm chi? Chỗ cái đế này có 81 cái rãnh, lần này coi bộ căng à nghe." 81 cái rãnh vừa được cào ra thì nước đã dội chảy vào từ trận mưa phùn. Trên cao gió thổi xuyên qua những trận sậy, kêu lên xào xạc như có ai đó đang chạy bên trong. Tâm nghe hai đèn nói như vậy thì cũng đủ hiểu rằng ông biết rất rõ mình đang phải đối mặt với thứ gì. Để dễ hình dung thì những cái rãnh này khá giống với thiết kế của hoa văn trên mặt trống đồng. Những đường thẳng hiếm khi giao nhau, kéo dài chừng 2-3 gang tay thì gãy ngang, đang xen với nhau, nhìn nổ đơm đớm mắt. Tâm nhìn một lát thì đầu óc trở nên mụ mị, say sẩm mặt mày. Anh nói: "Chú Hai à, nhìn mấy cái rãnh này sao giống mê cung quá ha." Hai đèn đứng quanh tay nói: "Thấy vậy chứ nó có kết cấu chặt chẽ lắm. Quan trọng là phải tìm ra những chi tiết nhỏ rồi kết luận ra cái tổng thể của nó." "Chi tiết nhỏ nào chú Hai? Con thấy rối chết mẹ." Hai đèn gõ đầu Tâm, đoạn ngồi khuỵu xuống chỉ cho anh thấy: "Nè, mày nhìn cái đường rãnh bên trái này coi, có gì đặc biệt không?" Tâm cũng quỳ xuống cái bên, nhìn qua nhìn lại một lượt, xong rồi lắc đầu trề môi bảo: "Hình như kích thước của nó bự hơn mấy cái rãnh ở chính giữa, phải không chú Hai?" Hai đèn gật đầu. Thằng Tâm liền nhảy qua phía bên kia cái đế, rồi lấy tay ướm thử, lát sau liền treo lên: "Ê, bữa nay cũng có một cái rãnh bự nữa nè chú Hai. Hay quá à, kích thước không bự hơn bao nhiêu, phải dòm kỹ mới biết á." "Cái rãnh bên đây chỉ về hướng đông, cái rãnh bên kia là hướng tây của tháp cốt. Nè, lẹ lẹ, lấy cục gạch ra cho tao." Thằng Tâm móc túi, môi hai mảnh gạch bị bể làm đôi mà hai đèn đã thận trọng chuẩn bị. Ông Hai nhận gạch xong, liền đặt trên mỗi cái rãnh một cục gạch. Đoạn vào tư thế đinh tấn, hai tay vận lực, bắt ấn đồng loạt đánh mạnh xuống. Lực đánh ra là không nhỏ, những tưởng viên gạch nát ra như cám. Nhưng không, thứ bị tác động chính là hai cái rãnh ở bên dưới. Chúng bắt đầu sụt xuống. Kết cấu của cái đế thay đổi, chính giữa bị lõm ngay vị trí hai đường rãnh. Nước mưa vì thế chảy vô tội dạ. Thằng Tâm vội nhảy ra ngoài, sợ đây là nắp hầm, sụp xuống một cái chắc là chết mất xác. Hai đèn thì khác, ông lấy tay lùa nước mưa. Một lúc sau thì tìm được một cái móc đồng, ông liền giật mạnh, nước mưa liền bị hút vào trong. Ông hô:
Thằng Tâm trời giật, xuống đây tiếp tao coi. Mày làm cái gì mà nhát như vậy? Tâm nghe gọi liền đến quýnh kiếm đường xuống. Đoạn tiếp ông hai kéo cái móc đó lên, phát hiện thì ra nó là một sợi xích bị đứt, dài khoảng 5-6 thước. Sợi xích này làm Tâm nhớ lại sợi xích ở nhà, lúc con Hào phóng vào trong bụi rậm. Nó cũng ngậm theo một sợi xích tương tự. Nghĩ thế, Tâm liền kể cho hai đẹp nghe. Ông hai chỉ hừ một tiếng, sau đó cúi rạp người, đưa mắt nhìn xuống cái lỗ mà nước mưa chảy xuống lúc nãy. Xui thay, ở trong tối đen như hũ mực tàu, không thấy được gì cả. Tuy nhiên, nước mưa trút xuống nhanh như vậy, chứng tỏ ở dưới không gian rất rộng. Không loại trừ khả năng chỗ này chính là nắp hầm dẫn xuống cái tháp cốt. Ông hai lầm trầm. Làm sao để mở đây? Làm sao để mở đây chứ? Tâm đứng kế bên nghe được, liền phắn. Chú hai à, con thấy cái đe này tuy làm bằng đá, nhưng mà một khít trơn hết trội rồi. Giờ bố đập một hồi á, thế nào cũng bể ra bên danh mà. Trời ơi, mày đừng có mà chơi ngu. Bây giờ mày lấy búa đập á, thì thiên lôi lấy mạng mày trước đó. Đây là tháp cốt của lỗ băng tử, đương nhiên phải dùng cách của lỗ băng mà mở ra. Nói quở bị trời đánh là có thiệt nghe con. Nhưng mà mở làm sao mới đặng chứ? Cái đó tạm thời tao chưa biết. Bây giờ như vậy đi, mày dẫn tao tới chỗ cái bụi rậm mà con Hao chui vô hôm qua đó. Có khi sợi xích nó ngậm là thứ quan trọng để mở cơ quan này. Con chó này khôn lắm, có khi nó sợ cái gì đó, cho nên đem cọng xích đi chôn cũng không chừng. Chó hay chôn xương mà. Tâm liền bật cười ha hả. Chú hai ơi, con Hao nó bị cục hai chân trước mà chú quên rồi sao? Làm sao chôn được? Tao kêu mày dẫn thì mày dẫn đi, nó nhiều quá. Tâm nghe vậy cũng ậm ừ làm theo. Đầu óc khù khờ của nó cứ quên rằng hai đèn không có nói bậy nữa bà. Mấy lần trước nó nghi ngờ ổng thì ổng toàn chứng minh ngược lại đó thôi. Hai thầy trò tạm thời leo lên trên. Thằng Tâm dẫn hai đèn tới chỗ con Hao chui vào hôm bữa, một cái bụi sậy cao hơn đầu người. Hai đèn chẳng nói chẳng rằng, rẽ sậy chui vào coi. Tâm nối gót theo sau. Nước mưa đã cuốn đi mọi dấu vết. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm và trực giác nhạy bén của mình, hai đèn như đi guốc trong bụng con chó. Đi khoảng vài chục bước chân, đằng trước có một chỗ cây sậy bị gãy ngang ở gốc. Bước lại gần thì thấy thêm dấu vết đào bới. Mà ngặt cái, dấu đào này lạ lắm, hình như không phải là dùng móng vuốt. Tò mò thằng Tâm mới thò đầu vô xem, dùng tay nhặt thử vài hòn đất xung quanh. Dường như phát hiện ra cái gì đó, Tâm nói: "Ê, đào bằng mỏ ha?" "Tao nói mày là con chó này khôn lắm, có khi còn hơn xa thằng đầu đất nhà mày đó. Bơi lên, coi nó chôn cái gì vậy? Chuyện này tao thấy bắt đầu trở nên thú vị rồi đó." Thằng Tâm tay đào tay bới. Lúc đó thấy ngoài cái dấu vết mõm chó còn có dấu cào, đoán chừng là con Hao còn dùng chân sau nữa, chứ không chỉ mỗi cái mỏ. Hố này không biết đào trong bao lâu, mà là sức chó chứ đâu phải sức người. Ấy vậy mà xuống khoảng gần 2 gang tay thì mới tìm thấy thứ mà con Hao đem chung. Đúng như lời thằng Tâm nói, đó là một sợi xích. Không chỉ có như vậy, sợi xích này quấn quanh một tấm vải, bọc ở bên trong là 2 khúc cây có hình thù kỳ lạ vô cùng. Cây dài thì dài khoảng 4 gang tay, chất liệu gỗ màu đen. Trên thân là những đường màu trắng, kích thước cỡ hạt gạo, lốm đốm trải dài cả chiều dài thân gỗ. Thằng Tâm đem mấy thứ đó cho hai đèn coi. Vừa thấy 2 khúc cây, đã nghe tiếng hai đèn chửi thề: "Trầm chân chó sao? Mẹ nó!" Trời đột nhiên nổi lên một trận gió rất mạnh sau câu nói đó của hai đèn. Thằng Tâm ngồi dưới cái hố mới đào mà tưởng tượng mình đang nằm dưới huyệt, tự mình chôn sống mình. Tâm vội nhảy lên. Gió lúc này trở thành cuồng phong, tựa như muốn xua đuổi hai tên lỗ băng tử đang cố tình mạo phạm thứ gì đó đã ngủ say và không nên đánh thức. Hai đèn thấy tình hình không ổn, thân thể ốm tông teo như con nhái của hai thầy trò, đứng giữa cái trời gió kiểu này có khi bị thổi bay mất xác. Ông bèn kêu thằng Tâm chạy lại chỗ lò thiêu đứng mà trốn gió. Trong ngực thằng Tâm đập lên thình thịch, bước theo bóng dáng của hai đèn mà trong lòng không khỏi dấy lên một dự cảm bất an. Một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến với cuộc đời của nó. Lò thiêu may mắn sao cũng ở gần đó,
Trong khi trận gió gào thét bên ngoài, thì hai thầy trò kiếm được một nơi mà đứng nép vô. Tâm dĩ nhiên không dám đưa mắt nhìn ra phía sau, ngỡ đâu có thứ gì đó bước đi hoặc nhảy cà tưng qua lại, chắc nó đái ra quần cũng nên. Hai đèn thấy thằng Tâm rung lên cầm cập, cũng có chút thương cảm. Ông bèn bắt chuyện. Đã, mày muốn nghe chuyện về Trầm Hương không? Trầm Hương hả? Sao chú hai tự dưng muốn kể chuyện đó vậy? Hai đèn chật lưỡi, tay cầm hai cây trầm mới đào được mà khua khua. Thì hai cái này là trầm hương đây. Trời trời, chú hai giỡn con chắc. Hai khúc cây đó có khi bán được tiền tỷ đó. Vậy ra bán lẻ thôi. Cái thằng thấy tiền là săn trở ra. Quên mẹ nó luôn, con chó hả mày. Mà nè, ăn cu trừng 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 nước mắt, mày chưa nghe người ta nói hả? Có hết đâu nghe con. Ngày xưa tao có quen mấy người bị cây trầm này ám nè, tiền làm cho mờ mắt. Mày ngồi xuống đó đi, tao kể cho nghe. Bà con xa của hai đèn hồi sửa hồi xưa, xa lơ xa lắc, có một người tên là Năm Dốc. Năm Dốc có hai thằng con trai trạc tuổi nhau, thân hình cũng như trâu nước, tên là thằng Sung và thằng Sướng. Năm Dốc nhà gần núi Cấm, An Giang. Thời loạn lạc chiến tranh, không có được cái nghề nào tra hồn, nên cũng theo người ta lên núi săn rắn hổ mây, săn trầm hương, kỳ nam. Hai thằng con lớn lên cũng nối nghiệp cha, săn không được đồ quý như người ta hay đồn, tuy vậy nói chung là cũng đủ ăn. Hai thằng Sung và Sướng sau đó lấy vợ, sinh con đẻ cháu cho Năm Dốc. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một ngày kia Năm Dốc không đổ bệnh. Số là hôm đó trời mưa dữ lắm. Một người trong đoàn tìm trầm chạy sang nhà Năm Dốc, điều bộ hớt hơ hớt hải nói rằng có người nằm mơ thấy trên núi Cấm có một khúc trầm hương to như gốc xoài. Năm Dốc bệnh tình đang nặng, không thể đi rừng được. Nghiễm nhiên hai thằng Sung và Sướng nhận cái kẹo này. Đoàn tìm trầm bốn người, gồm tên hàng xóm, tên nằm mộng thấy trầm hương và hai anh em Sung và Sướng. Tưởng chừng đều công cốc như những lần khác, vì chuyện nằm mơ thấy trầm hương là xảy ra như cơm bữa. Có kèo thì đi thôi, chứ không trông mong gì mấy. Ngờ đâu đám người gồm bốn mạng đào được gốc trầm hương đó thật. Đêm đó mưa như xối nước, thằng Sung và thằng Sướng thấy được của quý, bèn sinh hai lòng. Chúng cắt cổ hai người cùng đoàn, rồi vác gốc trầm hương vậy. Có ai hỏi thì nói rằng hai người kia té núi chết. Sau đó cũng làm đám ma trình trang đàng hoàng. Nghe đâu hai thằng Sung Sướng khóc lóc thảm thiết lắm. Gỗ trầm hương bán được tiền tỷ thì trong xóm cũng bắt đầu có chuyện. Số là bà con của tên hàng xóm và tên nằm mộng sang đòi tiền, nói rằng để lo hậu sự cho gia đình, nhưng thực chất là cũng do tham lam mà ra. Chưa hết, anh Sung cũng nói rằng công của mình nhiều hơn nên đòi chia bảy ba với em Sướng, đến nỗi phải kéo nhau đi kiện. Sung dùng tiền đút lót quan trên, cuối cùng được sự thắng. Cầm số tiền khổng lồ trong tay, Sung bỏ nhà đi biệt tâm. Bẵng đi vài năm, một ngày mưa tầm tã khác, tại biệt thự nhà Sung, người ta tìm thấy xác của cả gia đình đều bị chặt cục đầu đi, cho đặt trong tư thế ngồi trên ghế. Xung quanh là đống đống những sắp tiền vàng bạc, đếm ra chắc cũng cả tỷ đô la âm phủ. Ông Năm Dốc nghe tin thì đột quỵ chết đi. Kể từ ngày đó, những chuyện lạ cũng xảy đến liên tục tại tư gia gia đình của Sướng. Đêm đêm ở trên gác nghe có tiếng bước chân hoặc bóng đen lướt ngang qua cửa sổ. Người ta đồn rằng hồn ma của hai người năm xưa về báo thù, thiêu dệt nên đủ thứ điều ghê rợn. Căn nhà đó rốt cuộc cũng bỏ hoang, chẳng ai biết Sướng dẫn vợ con đi đâu. Về sau, trải qua điều tra mới biết được hung thủ chính là con của người nằm mộng ngày xưa. Lớn lên nghe chuyện cha mình nên đâm ra thù hận. Nhưng tiền thì Sung đã xài gần hết, Sướng thì bỏ đi mất biệt. Người con đó rốt cuộc chẳng lấy lại được cái gì, lại lâm vào cảnh tù tội. Tất cả đều bắt nguồn từ một cốc trầm hương tiền tỷ mà ra. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.